Chiều ngày 30 tháng 9, ông Dương Văn Ư, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Thành đến dự và trao các quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Thành đã trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ chính sách theo quy định đối với bà Huỳnh Thị Hòa, trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã Hòa Thành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024, trao quyết định điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý đối với ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã Hòa Thành, giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Ban Thường vụ Thị ủy Hòa Thành cũng có quyết định chỉ định Bí thư chi bộ phòng tài chính kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Hữu Phúc. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Thành Dương Văn Ư ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến của đồng chí Huỳnh Thị Hòa và mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đảng viên, tích cực đóng góp xây dựng địa phương trong thời gian tới. Đối với đồng chí Nguyễn Hữu Phúc được điều động bổ nhiệm lần này, cần tiếp tục phát huy năng lực sở trường của mình, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.